Đại ca đã đến rồi. Đại ca tới nơi rồi, đại ca xuống xe đi đại ca. Quay đồng thế mấy anh trai. Đại ca có cần kiểm tra hàng nha đại ca. Hiện tại là chúng ta đã đến được cái chỗ giao dịch rồi nha. Xin chào mọi người, sao giao dịch có tí xíu mà mọi người kéo đến đông thế. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5. Và hôm nay thì các bạn thấy mình đang lái một cái chiếc xe rất là xịn sò luôn không? Đến từ thương hiệu Mercedes. Ui, các bạn thấy không? Đây, bây giờ phía trước mình chỉ nhìn được phía trước thôi các bạn. Còn phía sau không thể nào nhìn được. Vì đây là cái chiếc xe limousine nha các bạn. Cho các bạn xem. Đây, nó rất là dài luôn. Đó, thấy chưa? Phía sau là có một cái khoang thương gia phía sau nha các bạn. Đó, thì cái khoang đó thì sẽ chở những người rất là đặc biệt phía sau. Hôm nay mình chỉ là tài xế mà thôi. Mặc dù lái xe sang nhưng mà mình chỉ là tài xế mà thôi các bạn à. Ok, và hôm nay mình sẽ lái một cái con xe này để có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng các bạn. Đó là hôm nay chúng ta sẽ vận chuyển. Nghe vận chuyển mới ghê ha. Đó là hộ tống ông trùm mafia để đi giao dịch ngày hôm nay nhá. Ông trùm mafia hôm nay có một cái cuộc giao dịch mua bán gì đấy mình cũng chả biết nữa, vũ khí hay là ma túy cũng chả biết nữa các bạn. Và ông trùm của chúng ta đang ở trong cái khách sạn này, và bây giờ mình sẽ rẽ vào để đón ông trùm nhá. Ông trùm này rất là quen luôn ấy các bạn. Để nhìn từ xa không biết các bạn đã biết ông trùm này chưa. Đây, ông trùm đang đứng đây các bạn. Rồi mình sẽ chạy xe vào đây cái đã. Rồi ok. Ok, dừng máy bác ở đây các bạn, nhìn phát là đẹp liền các bạn à. Ok, xuống xe chưa? Đó, các bạn đã biết cái ai chưa? Đó là ông trùm Michael các bạn. Và hôm nay là Nguyễn Quý nhìn mặt cũng rất là ngầu lòi luôn. Nguyễn Quý hôm nay là tài xế cho ông trùm mà phải là xịn sò chứ đúng không các bạn? Dạ, chào chào anh. Hôm nay em đã đến và hôm nay em sẽ là người đó là sẽ hỗ trợ anh. Gọi là để hộ tống anh trong cái cuộc giao dịch ngày hôm nay. Ôi, được lắm em trai. Hôm nay em hộ tống anh đi giao dịch ngày hôm nay nhá. Có gì gọi là anh sẽ thưởng sâu sắc cho em. Ok em. Dạ, không có gì đâu anh. Hôm nay em sẽ làm hết mình để cho anh có một cái cuộc giao dịch thành công nhất có thể nhá. Để đi cùng cái cuộc giao dịch ngày hôm nay thì các bạn thấy thì có rất là nhiều vệ sĩ luôn. Đó, thì sau lưng đây đại ca này là hai người nha các bạn. Nhìn gọi là xăm chỗ các kiểu đầy mặt luôn kìa. À, thấy anh trai này không? Xăm đầy mặt luôn các bạn. Ngoài ra thì bên này thì các bạn thấy sẽ có thêm một đoàn xe nữa. Thì đây, có hai chiếc xe nha các bạn. Đây là một con VinFast. Con này là VinFast Look SA 2.0 nha các bạn. Làm màu đen lên nhìn xịn vãi chưởng luôn. Và đây là đàn em của cái anh trùm đó các bạn. À, thấy chưa? Đó, tổng cộng là 8 người nha các bạn. Và 8 người này sẽ cùng đi với mình đi lên cái chỗ giao dịch đó luôn. À, đây là một con VinFast thôi nè. Đây, con này như bị lỗi hay sao ấy. Để mình chỉnh lại cho con này cho nó xịn lại cái nó bị lỗi nó thắt kìa các bạn. Đây. Đây, chỉnh nè. Đó. Rồi, ok. Đó, thì bên này là một băng nha các bạn. Bốn người này sẽ đi chiếc này và bốn người này sẽ đi chiếc này nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rước ông trùm luôn. Đi thôi. Rồi, chắc bây giờ chúng ta đi luôn nha anh ơi. Đây, mình sẽ lên ngồi phía trước các bạn và mình sẽ cho ông trùm lên. Rồi, lên đi mọi người. Đó, xong ông trùm lên ngồi phía trước. Ui, tự nhiên cái hạng thương gia cái cho mấy thằng lính ngồi các bạn. Đó, ông trùm ngồi phía trước các bạn. Vai trượt, sao anh ngồi kế em đây. Anh ngồi kế em gung lắm. Có gì anh xử em là em toan luôn ấy. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chạy lên phía trước nha. Để mình sắp xếp mấy thằng này vô xe. Rồi, chạy lên đây các bạn. Rồi. Ok. Thì phía trước chắc mình sẽ chạy chính giữa nha các bạn. Phía trước sẽ cho một team chạy trước, còn phía sau cũng sẽ cho một team chạy sau luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái tụi phía sau, để coi phía sau thì ok, mình cho phía sau nó lên xe luôn đi. Và tính gì tính. Đây. Đây, mình sẽ cho nó lên xe luôn nha. Rồi, lên xe đi mấy em. Rồi, mấy thằng phía trước cũng lên xe luôn. Rồi. Ok, sao mình xuống xe mấy ông này xuống hết vậy. Nè, mấy ông này lên xe luôn đi. Nhanh lên, mọi người một chỗ, một ghế ngồi. Rồi, rồi, lên xe lại anh ơi. Có gì đâu mà xuống xe làm gì. Em xuống em xử lý mấy này mà anh cũng xuống theo em nữa. Anh vẫn ngồi đằng trước theo mình cơ mà. Ôi trường. Rồi đủ chưa. Rồi thằng này lẹ lên mày.
phải trường đi cũng lâu nữa. Rồi đóng cửa lại. Ừ, vậy chứ. Rồi, thì cái địa điểm mà chúng ta sẽ đi ngày hôm nay thì nó sẽ nằm ở trên, tiếp trên này các bạn. Đây nè, một cái chỗ đồi hiu quạnh, đồi hoang vắng. Và mình sẽ đi trên cái đường cao tốc này để lên đó nha các bạn. Đó, đi vòng bên đây, đi đường cao tốc này lên trên đó. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái cuộc giao dịch ở đây đây. Đó, của ông Trùm này các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho mấy này nó đi luôn cái đó. Đi, let's go. Đi theo checkpoint nha. Rồi, đi thôi. Let's go. À, mấy này chạy theo sau lưng bảo vệ phía sau nha. Ok, kìa, sao không nói chạy nhanh thế? Nào. Ui, nó chạy nhanh nữa kìa. Ok, nó đi bảo vệ cái gì mà nó chạy nhanh vãi chừng. Nào, từ từ thôi bạn. Sao chạy kịp bạn? Ừ, nó chạy kìa. Nó chạy mình muốn đuổi nó không kịp luôn các bạn. Kêu nó đi hộ tống làm gì mà nó chạy như là gọi là ai gượt nó hay sao ấy. Ui, phượt ta luôn kìa. Ơi. Rồi, với mấy thanh niên này gọi là mướn theo bảo vệ xong chạy ngáo đá vãi chừng luôn ấy. Nào, bây giờ xong cái mình chạy kiểu lẻ loi mình ơi mình luôn á. Ok, chạy được rồi. Chạy bố đời phải nói rồi thôi xong giờ đụng phía sau đít mình rồi. Dám đụng gọi là may mắn luôn các bạn. Nào, dừng lại. Cái thằng này không được các bạn. Dừng lại. Come on baby. Quay lại. Nó chạy nhanh quá các bạn. Mình sẽ set up nó lại cái coi. Cho nó chạy cẩn thận tí đi. Đây. Rồi. Đi lại, đâu rồi. Quay lại hiện trường bạn ơi. Thằng này đúng không? Hay là thằng đằng đẳng? Thằng nào nãy chạy trước ta? Rồi, để mình cho tụi này nó đi qua cái đã. Hình như là cái thằng phía sau nó chạy trước đúng không? Thằng này nó chạy theo mình, nó phá đuôi mình. Rồi, ok. Đi bạn ơi. Đâu rồi, cái thằng chạy trước đó rồi. Nó chạy đàng hoàng, nó chạy từ từ, nó chạy cái gì mà nhanh như vậy? Được cũng không kịp nó luôn các bạn, nó chạy còn muốn nhanh hơn mình nữa các bạn. Ơ kìa, mày sao có đặng phía đất, sao đất thì đụng xe tao. Cái gì đây? Cái gì vậy bạn? Ơi, mấy thằng này nó bị khùng các bạn ơi. Mấy thằng gọi là đệ mình nó bị khùng rồi. Mày biết cái nó đụng mình luôn à. Phải nồi biết lái xe không bạn? Ơi, đụng banh đít mình luôn rồi nè. Đường lái xe xịn chở ông Trùm xong bị đụng hư xe luôn à. Mọi người chán mấy thằng này mới mốt là đại ca đuổi việc nó nha đại ca. Chứ thế này là không có được. Mấy thằng này chạy xe tới đây là không có được. Nó đụng đít em nữa kìa. Ai kìa. Thằng này muốn phản kèo hả mày? Hả? Ừ, nó đụng đít mình hoài luôn ấy các bạn. Đụng banh đít mình luôn nè. À, giờ thằng phía trước nó chạy đàng hoàng lên nè các bạn. Còn thằng phía sau nó cứ me me nó đụng cái đít mình. Nè nữa rồi nha. Họ đụng đít mình nữa rồi kìa. Mày ngồi mày đụng đi. Tao bắn súng tao bắn mày luôn đi. Nếu mà chạy chậm như vậy nó không đụng các bạn. Đây bây giờ nó chạy nhanh cái nó thắng không kịp cái nó hung lít mình luôn. Đấy nữa là ngồi mày đụng vô đây. Ui sợ quýu liền các bạn. Thằng này mốt đuổi việc các bạn. Thằng đó không biết lái xe rồi nó cứ ha me me vô cái đít mình cái nó đụng nữa kìa. Đấy cá nó đụng đít em nữa kìa đấy cá. Tự lý lái gì đó luôn được. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng tuyệt chiêu gọi là chạy xe không cần lái, không cần đạp ga. Trời ơi. Nó đụng văng lên tới trên này luôn. Cái này đuổi việc nó vừa rồi các bạn. Trời đất ơi. Bánh đít mày luôn kìa các bạn. Nét đít luôn, gọi là đúng là nét đít luôn. Ơ kìa. Hả? Cái thằng này. Đại ca ơi, đuổi việc này đại ca ơi. Nó chạy nó đụng đít em hoài. Sao mà em chạy được đại ca ơi. Trời ơi em khổ dần đó bên ngoài. Nó chạy rồi nó đụng đít em nữa. Bây giờ nó gượt em nữa kìa đại ca. Tại nó gượt em hoài, nó đụng đít em hoài. Ê, nó chuẩn bị đụng đít em nữa nè. Nó chuẩn bị đụng đít em nữa nè. Nè mày coi mày đụng đi, thắng lại liền các bạn. Tức là mình nhìn nó là nó không dám đụng mình. Mà mình không nhìn nó cái là nó ủi nó đít mình liền. Rồi bây giờ nó đang cách xa mình rồi. Đại ca nó chuẩn bị đụng em nữa gì nữa kìa đại ca ơi. Chạy sao này sợ vãi chữ luôn. Đại ca mình nữa đuổi nó kìa đại ca. Đại ca xách cái bao tiền nó nhìn ghê vậy. Nhiều tiền không biết. Đại ca nó lên tới nó kìa đại ca. Nó hùng đít em đại ca. Ui nó đụng con nai rồi. Nó đụng con nai rồi. Nó đụng hai con nai luôn đại ca. Nó hùng đít em nữa. Ui dằn xuống biển luôn ý. Vãi cả đồi. Cái thằng quỷ đó. Đại ca mướn luôn chi nó không biết lái mà đại ca cũng mướn nữa. Ai vậy? Trời đất ơi. Trời ơi đại ca bữa nay là đi chuyến xe gọi là bão táp rồi. Để mình vượt lên theo nói đuôi thằng kia các bạn ơi. Thằng phía sau nó cứ đụng đít mình hoài luôn ấy. Nó đâu mất tiêu rồi. Để mình sửa xe lại các bạn. Xe đụng nãy giờ hư bà nữa nha. Đó, đẹp lại đấy. Còn thằng quỷ phía sau nó mất tiêu rồi.
Ủa nó đã mất tiêu luôn kìa các bạn. Đây, cho thằng hộ tống phía đầu thôi. Hay là mình chạy lên phía trước này ta. Rồi chạy trước này cho chắc ăn. Chạy sau nguy hiểm quá. Ê, cái thằng kia nó lên tới rồi kìa. Fuck, cái thằng kia nó lên tới đấy rồi. Chạy đâu chạy đâu, coi chừng nó hung đích mình. Ê, nó lên tới mình ơi kìa. Ê, cái nó hung đích mình, cái nó hung nữa. Cái này cái. Ờ, bây giờ mình khỏi điểm ga luôn các bạn. Nó đẩy mình chạy, mình chỉ cần lái thôi. Ây ơi cái ga. Trời, nó đụng gãy cái thân gồng luôn rồi. Ờ, cái thằng quỷ này. Nó chán sống rồi các bạn. Tí rồi là đủ diệt nó luôn. Từ từ, từ anh trai. Đây. Rồi, chạy qua đi bạn ơi. Quỷ nó cứ đụng mình hoài luôn các bạn. Chắc mình lấy súng rồi mình xử đạn nó tại cái khu vực này luôn á. Thôi rồi. Kìa nó chạy nó cứ lạng rồi nó kiếm ăn các bạn. Nó kiếm ăn vậy trời. Thôi rồi mày đừng. Nó lên nữa rồi. Trời ơi, nó cứ me cái đít xe của đại ca nó đụng hoài nè các bạn. Nó biết xe xịn nó đụng cho banh xe. Nó biết bữa nay đại ca mướn xe của mình nó đụng cho banh xe. Ê, trời đất. Phụ lạc tay lái luôn rồi nè. Trời ơi. Ui. Ấy trường, thằng này không biết nó có âm mưu là gián điệp của cái tụi kia không mà sao mà nó làm gì nó phá cái chuyến đi của mình không mà các bạn. Này tao đậu ở đây mày làm gì tao? Này tao đậu ở đây mày làm gì tao? Hả? À, tiếng lái không là quỷ. Ủa, nó không biết lái thì sao các bạn ơi. Nó cứ mè cái đít mình, nó đụng cái đít mình không ấy. Ai cho mày chạy từ từ thôi. Trời ơi, kìa nó không đích rồi đó, chứ mày không đích rồi nó kìa, mình lên tốc độ rồi. Nào, ai da. Ui ơi, ấy nhớ tới nơi rồi các bạn ơi. Đây đây, cái ngoài cái bãi đất. Ui, kìa mình thấy người rồi kìa. Mà các bạn thấy ngoài kia không? Có một cái bãi đất trống hiện tại có rất là nhiều người luôn ấy. Đó là cái tụi mà chuẩn bị giao dịch của chúng ta ngày hôm nay đó, để mình sửa cái xe cho nó đẹp ấy. Tí vào đó cho xe đẹp thôi chứ nghĩ đụng banh xe mình hết nè. Đâu rồi, thằng kia đâu vậy? Ê, nó lên tới nè các bạn. Ê, sorry. Mới ra cũng đụng nó một cái nữa, thằng kia đâu vậy? Ê, nó lên tới nữa kìa các bạn. Để coi đường nào vào trong đó nha. Thằng kia nó đụng mình hư xe luôn kìa các bạn. Nhưng là phải quẹo vào chỗ đằng trước đây nè. Thôi, tới nơi giờ không có đụng nữa bạn ơi. Ơ kìa. Thằng này chạy. Thằng phía trước nó chạy cẩn thận bao nhiêu là cái thằng này nó chạy ẩu bấy nhiêu đi các bạn. Nó đụng mình hoài luôn ấy. Ê, chạy vào. Vào đây. Rồi, tới nơi rồi. Rồi, đó nó chạy vô tới luôn kìa các bạn. Ồ, thì nó vô trước mình nữa. Đấy rồi. Đại ca đã đến rồi. Đại ca, tới nơi rồi đại ca, xuống xe đi đại ca. Uầy, đồng thế mấy anh trai. Đại ca có cần kiểm tra hàng nha đại ca. Hiện tại là chúng ta đã đến được cái chỗ giao dịch rồi nha. Xin chào mọi người, sao giao dịch có tí xíu mà mọi người kéo đến đông thế, đi nhiều người thế, làm sợ vãi chưởng luôn. Hôm nay thì tôi dẫn đại ca tôi tới đây để giao dịch cái chuyến ngày hôm nay nha. À, đại ca có gì muốn nói không đại ca? Tụi mày đem đồ đến đầy đủ đấy chứ. Ông yên tâm, tất nhiên là đủ rồi, ông có thể qua kiểm tra. Ok, để tao kêu tụi đàn em của tao qua kiểm tra. Anh cứ để em. Ok, mày qua kiểm tra đi. Ok, mình sẽ qua mình kiểm tra hàng cho đại ca nha. Làm gì mà mọi người đứng đây đông thế, đem cả xe sắp hàng như thế này làm sao mà cho được nhiều xe vậy. Đây là hàng đúng không? Nào, để xem mà các bạn. Đây là gì đây? Khả năng là thuốc phiện rồi này nọ đầy đủ đấy. Nhưng mà sao đóng gói kỹ thế này? Đây. Ui, tôi yên chạy. Ê, ui, nó có súng các bạn ơi. Ui, tụi này nó có súng. Ui, nấp. Đại ca có sao đại ca ơi. Ui, mình phải xử nó luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, tụi này nó phản kèo rồi. Nó muốn giết đại ca mình rồi. Ui, ui vậy à. Đại ca đâu rồi? Đại ca, sao đại ca? Đại ca chết đi các bạn. Nào, tụi đàn em, ông xuống đây. Tiếp. Ta đất. Ôi ơi, đại ca mình chết rồi các bạn ơi. Đại ca ơi, có sao không đại ca ơi? Trời ơi, đại ca nó giết đại ca mình chết luôn rồi. Không được rồi các bạn ơi, bây giờ là mình phải chạy thôi. Bây giờ cảnh sát tới nơi rồi.
mình phải chạy thôi. Ui, không được, lui xe lại. Bây giờ mà cứ ở đây là sẽ bị công an bắt các bạn. Mình phải chạy thôi, let's go. Không có sao đâu. Ui, cảnh sát tới rồi. Ui, cái thằng quỷ phía sau mình nữa kìa các bạn. Thằng quỷ đó kìa. Thôi, đừng bắt em mà. Không được các bạn, nếu mà lái con này thì không thể nào mà chạy lại cảnh sát được cả. Nó dài quá. Ui, bây giờ mình đang bị cảnh sát dí rồi. Không được, ui, tụi cảnh sát tới rồi. Ui, xuống xe thôi. Không thể nào mà mình gọi là chạy chiếc xe này mà mình xử cảnh sát được, trốn khỏi cảnh sát được các bạn. Mình phải chạy thôi. Nào, đừng bắt em. Ê, té núi. Cứu em ơi, Chubia. Trời ơi, em chỉ là tài xế lái xe thôi mà. Đừng bắn em, làm gì cho gian khổ. Trời ơi, thôi bỏ đi, đừng bắt em. Em sợ lắm, đừng bắn em. Trời ơi, đừng bắt em. Thôi em chạy rồi, em sẽ đi lên núi em tu mà. Đừng bắt em nữa. Trời ơi, em không có xe em chạy mà mấy anh còn rượt bắt em nữa. Đừng bắt nha, em lên núi em tu luôn đây. Nam Mô A Di Đà Phật, em sẽ tu trên núi luôn, đừng bắt em mà. Ôi ôi, thôi, tha cho em con đường sống đi, em chỉ là người lái xe mà thôi. Em chạy em mệt quá rồi, đừng bắt em nữa mà. Đâu rồi? Hình như là mấy ảnh. Ê, mấy ảnh lên tới. Ui, mấy ảnh lên tới, tìm mình luôn kìa các bạn ơi. Giọt thôi, chạy qua này, trốn. Ê, hết sao rồi các bạn ơi. Ui, như vậy là mình đã trốn khỏi cảnh sát thành công rồi. Ui, mèn cảnh sát cuối cùng cũng đã tha cho mình các bạn. Sau một thời gian gọi là lẩn trốn trên núi thì mấy anh cảnh sát không tìm được mình và mấy anh cảnh sát đã đi về rồi. Thấy chữ luôn rồi đại ca, mình chết luôn rồi các bạn. Một cái chuyến hành trình đi giao dịch gọi là tan nát thật sự, mình còn bị cảnh sát phát hiện nữa. Trời ơi, xong chuyến này về tu luôn các bạn ơi. Khổ thân thật sự luôn ấy. Đây, bây giờ cảnh sát ở dưới kìa. Ui, cái xe mình còn nè các bạn ơi. Để xuống lấy xe lại nha. Cái thằng quỷ này nè, nãy giờ nó đụng mình lôi cho mình đặt nó luôn rồi. Đâu rồi, bước xuống đây. Nó cứ, ây da. Nào, bước xuống đây. Cái thằng này hồi nãy giờ cứ đụng tao là Cứ đụng tao. Ui, cứ đụng hả mày. Lấy xe mày luôn. Lấy xe luôn các bạn. Nói chữ mình xử nó đẹp nó đó luôn kìa các bạn. Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng đã hoàn thành được một cái chuyến hộ tống chùm mafia, gọi là ông chùm đến nơi gọi là giao dịch thành công. Nhưng mà cái giao dịch chả thành công tí nào cả các bạn à. Ui, mình mới đụng nó nhẹ có cái mà nó móc súng nó bắn mình luôn các bạn. Nên bây giờ cái giao dịch thất bại mà bây giờ mình cũng chả gọi là lãnh được tiền nữa các bạn. Ông chùm cũng chết bà luôn rồi. Mình sau khi lẩn trốn cảnh sát mình đã lẩn trốn thành công rồi. Giờ ghé đây là mua trái cây ăn, nhưng mà không có tiền làm sao mua đây. Mình chỉ có việc là quýnh ông chủ để lấy trái cây ăn thôi. Ông chủ sợ chạy luôn rồi. Nào anh trai, có gì đâu mà chạy dữ vậy? Em nựng có xíu mà. Ok các bạn ơi, ui lại dính sao nữa kìa. Thôi, em sợ lắm rồi. Thả cho em đi. Ăn sao đi các bạn. Quýnh bỏng con cái mà ông điện cảnh sát đáo mình quýnh ông luôn các bạn. Quái trường. Ok, bạn nào thấy video này của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Bạn nào muốn mình chơi tiếp tục cái tựa game GTA 5 này nữa thì comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Còn bây giờ, chắc cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.